guys is me again i'm Thanh from English and welcome back to my video. À, xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh đến từ Amanglish và hôm nay Thanh quay trở lại với video clip tiếp theo về chuỗi series học tính phần tiếng Anh à, phục vụ cho mục đích à, học phát âm tiếng Anh của mình. Rồi, hôm nay sẽ là quy tắc số 12. Ok, chúng ta đã đi được 12 quy tắc rồi đó. À, nếu mà ai chưa xem quy tắc từ quy tắc số 1 đến quy tắc số 11 thì chúng ta có thể lên kênh YouTube Amanglish và xem lại từ quy tắc, các quy tắc đó nhé. Trước khi bắt đầu bài học ngày hôm nay, thì các bạn đừng quên, uh, đừng tiếc một like, share và subscribe kênh youtube của ama English để đón chờ rất rất nhiều các uh, video clip rất là hay về phát âm, giao tiếp, uh, cũng như là các tips học tiếng Anh hiệu quả dành cho người đi làm. Ok, alright, so we come back to the lesson today. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại quy tắc số 12 là từ có chứa A cộng một phụ âm cộng với IA hoặc là IO. Ok, để xem quy tắc ngày hôm nay có gì hay và hữu ích nhé. Alright. À, nếu mà chúng ta phát âm biết được cái quy tắc này thì chúng ta sẽ đọc chính xác được hơn 86.000 từ. Thật là một con số kinh khủng khiếp đúng không ạ? Ok. À, rất là hay bởi vì những cái quy tắc này nó sẽ lặp đi lặp lại ở trong rất 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 nhiều từ mà chúng ta hay phát âm sai hoặc là trong khi mà chúng ta gặp trong quá trình mình giao tiếp hoặc là học hỏi hàng ngày. Ok. Next one. Vẫn có hỏi thường ngày Thanh hay hỏi mọi người How to pronounce these words? mọi người thường phát âm những cái từ này như thế nào để xem mọi người sẽ có phát âm đúng hay không nhá. Rồi the first one cái từ đầu tiên à, ở trong hình thành có từ à, thành có Instagram, Facebook, Flick, uh, Twitter, uh, YouTube, something like that uh, rất nhiều các cái biểu tượng và cái từ này mình gọi là gì? mạng xã hội đúng không? Mọi người hay đọc là gì nhỉ? Có phải mọi người hay đọc là media không? Ok nhưng không phải nhá. Hôm nay thì cái từ này nó sẽ không đọc là media mà nó sẽ đọc là media media ok media đến là mọi người đang thuần hóa uh, từ tiếng anh sang tiếng việt đó ok next one ok từ thứ hai đó là cái từ uh, uh, các cái vùng ok các cái vùng miền hoặc là các cái uh, khu vực đúng không thì chúng ta sẽ có từ một từ thứ hai đó là từ đó là từ thứ hai đó là từ region regions region được chưa rồi, the last one, cái từ cuối cùng đó là từ ngay lập tức. Đó thôi. Mọi người sẽ đọc là thế nào nhỉ? Có phải là immediate không? Ok, cái này không phải nhá, mình sẽ đọc là immediate. 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 Rồi, mọi người sẽ thấy cái sự đặc biệt gì không ạ? À, để thanh chỉ ra mọi người cái sự đặc biệt của cái quy tắc này nhá. Đầu tiên cái từ chữ e đầu tiên đúng không? Mọi người sẽ đọc là gì? Immediate. À, media. Vậy thì cái chữ e này mọi người sẽ được phiên âm là âm i hai dây dài đúng không media Ok, next one. Thì em mà thứ hai mà người đọc là gì? Region, right? Region. Vậy thì nó cũng sẽ đọc là âm i dài. Ok. Và từ bắt đầu chữ a thứ ba mình sẽ đọc là gì? Yes, immediate. Thì nó cũng sẽ đọc là âm i dài. Ok. Vậy thì xem quy tắc ngày hôm nay là gì để chúng ta sẽ rút ra được cái quy luật chung và để chúng ta học tập làm sao mà chúng ta giao tiếp ok nhá. Ok, next one. Quy tắc ngày hôm nay sẽ là Quy tắc số 12 Từ có chứa E cộng một phụ âm cộng IA hoặc là IO Nhớ nhá, cộng IA hoặc là IO Thì trọng âm sẽ rơi vào cái âm E ngay trước IA và IO Mọi người nhớ cho thành cái từ ngay trước nhá Trọng âm sẽ rơi vào cái âm E ngay trước IA và hoặc là IO Được chưa? Ngay trước Alright, okay, next one Và cái chữ E đó thì mọi người sẽ đọc đọc thành âm y y dài nhá y, y dài ok cái âm y này mình đã học ở cái quy tắc số 11 rồi đúng không ok à, nhưng mà hôm nay anh sẽ nhắc lại cái cách đọc của cái âm đó mọi người uh, không phải lo lắng ok next one how to pronounce this word ok next one đó là cách đọc âm y ngắn và âm y dài hay được gọi là y căng và y lỏng đúng không ạ? Thầy đã hướng dẫn chi tiết của video clip trước rồi nhắc lại một xíu thôi à, đầu tiên đó là âm y căng thì mọi người sẽ phải miệng cười và lưỡi để là thả lòng tự nhiên đúng không ạ miệng cười miệng lưỡi thả lòng tự nhiên và cái này mình sẽ phát ra là y ý... được không? miệng cười nhá y ý... bản chất khi mà miệng cười thì cái, cái cái cái, khẩu hình miệng của mình nó sẽ căng ra Nên nó gọi là y căng y ý... great next one cái ý thứ hai miệng hé hở tự nhiên lưỡi để tự nhiên ok ê ê cái ý thứ hai nó sẽ ngắn hơn so với ý tiếng việt đúng không ý tiếng việt là y còn ý tính, ý, cái chữ y ngắn ở trong tiếng Anh thì nó sẽ là ê, ê, ê. Và có một điều thú vị đó là rất nhiều người bạn uh, khi mà nghe ấy, thì mọi người sẽ nghe có vẻ nó giống cái chữ ư ở trong tiếng Việt. Ê ê, 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 right? Ok, don't worry, đừng có lo lắng. Nhưng cái đấy không ảnh hưởng gì đến cả. Mình chỉ cần đúng khẩu hình miệng là cái âm nó phát ra là ok rồi. Ok? Rồi, đó là cách đọc nhá. Hôm nay chúng ta sẽ uh, right, bây giờ chúng ta sẽ đi um, luyện tập đọc và luyện cái cấu trúc này nhá. Đầu tiên mình sẽ ôn lại một xíu về cái quy tắc này. Quy tắc số 12 đó là gì? À, nếu mà từ có xuất hiện e cộng một phụ âm cộng ia hoặc là io và trọng âm sẽ rơi vào chính cái chữ e đó và chữ e chữ e nhá, lưu ý là chữ e phải là ngay trước ia hoặc io nhá. Ok, ngay trước tức là nguyên âm ở ngay trước ia io. Rồi, và chữ e đó sẽ được đọc thành âm e rate. Ok, bây giờ chúng ta đi phân tích từng từ cùng với Thanh nhá. Rồi, đầu từ đầu tiên à, mình mình đã gặp từ này rồi đúng không? Rồi, e cộng một phụ âm, d là một phụ âm đúng không ạ? Và cộng với ia. Ok, quy tắc số 12 đây rồi. À âm sẽ rơi vào chính cái chữ e này, được chưa ạ? E ngay trước ia, đây là chữ ia đúng không? E ngay trước nó, tức là nguyên âm ở ngay trước nó, không tính phụ âm nhá. Rồi, và cái e này sẽ đọc là âm i dài, chính xác. Và cái này, từ này mình sẽ đọc là me dear. Media. Dear, Media. Dear, Media. Dear. Great. Next one. À, tiếp theo, e cộng một phụ âm cộng ia. À, trọng âm sẽ rơi vào chữ e ngay trước ia đúng không? Không tính không kể phụ âm nhá. Ngay trước ia cách vào phụ âm d thì là chữ e này. Bởi vì trọng âm rơi vào đây. Ok, chữ e này. Rồi, tức là từ này cái trọng âm rơi vào âm tiết số 2 đúng không ạ? ia ở chữ e này sẽ đọc là âm i và cái từ này mình sẽ đọc là i mi diệt immediate 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 great next one ok lại tiếp tục này à ở đây uh, e cộng một phụ âm cộng ia rồi e cộng một phụ âm chính xác quy tắc số 12 đây rồi Trọng âm sẽ rơi vào e ngay trước ia. Ok, ia đây e ngay trước đó. E này sẽ được đọc là âm y dài. Ok. Và cái từ này mình sẽ đọc là collegiate. right collegiate 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 ok chữ g ở đây nhá g cộng với y ngắn thì g sẽ phân âm là chữ j ở hôm sau mình sẽ có quy tắc này được chưa nhưng mà tạm thời thân cân nhắc trước Ok, G cộng với Y ngắn mọi người nhìn thấy đây không? Và G sẽ được phiên âm là chữ J Ok, right Next one À, lại tiếp tục E cộng một phụ âm cộng IA đúng không? Vậy thì E trọng âm sẽ rơi vào E này Và E này sẽ đọc là âm I Ok, this one, I dài Ok, I Ok, à, C cộng với Y Thì C phát âm là chữ S dài Ok, hôm sau mình sẽ có bài liên quan đến phụ âm C sau. Được chưa? Còn đâu các phụ âm khác là vẫn giữ nguyên nhá. Rồi, và cái từ này mình sẽ đọc là bury bury right? She ate appreciate 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 appreciate. Great, next one. E cộng một phụ âm cộng ia yeah, đây rồi. E sẽ trọng âm sẽ rơi vào chữ e này Vậy từ này trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai đúng không? Và mình sẽ đọc là ờ uh, e sẽ được viết âm là i dài nhá. Ni mi mia anemia. Anemia. anemia 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 great right next one e cộng một phụ âm cộng ia yeah. ok e sẽ đọc cái âm i dài đúng không mi diet mediate Mediate. Mediate. Next one. E cộng một phụ âm cộng IA. Trọng âm rơi vào E này. Và E này là y dài. Và mình sẽ đọc là Comedian. 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 Grace. Next one. E cộng một âm cộng IA trọng âm thứ nhất luôn, đúng không? D, right? v Deviate. 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 Okay, all right. Okay, đã sang phần luyện từ số nhất. Uh, mọi người có hình dung ra cách đọc của mình không? Vì thứ hai là mọi người chú ý cho thành cái trọng âm nhá. Trọng âm sẽ đọc cao hơn và dễ nhất thì chúng ta sẽ thêm dấu sắc và các cái phụ âm khác thì mình sẽ đọc thấp hơn và đọc nhanh hơn và dễ nhất thì chúng ta thêm dấu huyền để đọc cho nó hay hơn nhá. Ok next one. Luyện tập số 2. Cùng phân tích tiếp, tiếp với Thanh và cố gắng là trong quá trình mà Thanh phân tích mọi người phải tự nhẩm lại cái công thức cái quy tắc đấy để chúng ta có thể nhớ được luôn. với thứ hai là luyện đọc đọc to ra nhiều lần đọc to nhiều lần để mình quen cái khẩu hình miệng và thứ hai và thứ ba là mình để phát âm chính xác à, phát âm đúng được những cái từ mà chúng ta sẽ giao tiếp trong quá trình hàng ngày nhá rồi next one à, e cộng một phụ âm cộng ia e đọc lại i dài đúng không trọng âm sẽ ngay trước ia này và đọc là mi nhiều mi nhiều mi nhiều ok next one e cộng một phụ âm cộng ia ok alleviate, 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 alleviate. Next one. À, g cộng -e. với e. Vừa nãy chúng ta có g cộng với i đúng không? Ok, chúng ta sẽ lại có g cộng với e cũng được đọc là âm g. Hôm sau mình sẽ học bài này. Ok. À, g cộng với e hoặc g cộng với i thì g ở đây sẽ được đọc thành âm g. Ok. Về cái từ này mọi người sẽ thấy đọc là chữ g là g này. Ok, Chẳng âm rơi vào e luôn e cộng phụ âm cộng ia yeah, đúng không genial 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 great next one từ này nha à chúng ta lại thấy g cộng y này g phát âm là g đó ok allegiance 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 next one tương tự nhá mọi người tương tự nhá D V -and. deviant 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 thì ending sao cái từ cuối của anh là chữ chữ tờ nhá ok deviant deviant great next one à mọi người lại thấy g cũng e đúng không sẽ được gọi là chờ đó e cộng phụ âm cộng ia và gì Congenial, 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 congenial. congenial congenial. Next one. Okay, median, 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 median. Great. Next one. E cũng phụ âm cũng io. À, xuất hiện e cũng phụ âm cũng io nhá. Cũng thế nè. Tedious, 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 tedious. All right. Okay. Yes. Rồi. À, cái này chúng ta sẽ chưa viết được cái năm bởi vì đây là một trong những quy tắc khó và chúng ta sẽ gặp ở rất, rất, rất nhiều những cái từ dài khoảng 2 đến ba âm tiết gì đó tuy nhiên thì cái này mình sẽ học chia nhỏ các quy tắc thì nên là mong hy vọng mọi người sẽ vẫn cứ tích lũy các quy tắc này để uh, chúng ta sẽ phục vụ cho những cái bài về sau nó khó hơn được chưa All right rồi ok thành có một cái phần homework nho nhỏ cho mọi người phần bài tập nho nhỏ cho mọi người uh, và ở đây đều được ghi phiên âm rồi uh, thứ hai là nhiệm vụ của mọi người sẽ phải là cái những cái từ này theo đúng cái phiên âm được ghi và đúng trọng âm đọc đi đọc lại nhiều lần sau đó vi, uh, quay hình video clip và gửi lại cho thanh thì thanh sẽ chữa cho mọi người nếu mà ai có mong muốn là mong muốn cải thiện cái phần phát âm của mình alright ok trước khi mà kết thúc video clip này thì thanh hy vọng mọi người đừng quên cho thanh một like subscribe kênh youtube của amang English và share video clip này để đón chờ rất rất vô và nhiều các video clip hay và hữu ích về uh, phát âm tiếng anh về Uh, giao tiếp tiếng Anh cũng như là các cái tips học tiếng Anh hiệu quả dành cho người đi làm Alright, ok, thank you for watching my video and see you next time, bye